Vâng, em chào tất cả mọi người nhé. Thì theo yêu cầu của một bác có comment ở trên kênh YouTube của em là test cái chiếc D50S, tô bin 50S đấy, kết hợp với chiếc tu bi TMC. Đấy, thì hôm nay em sẽ làm cái clip test cái chất âm của chiếc tu bin D50S này và kết hợp với chiếc quạt đen tu bi TMC. Đấy, thì trước khi đi vào cái phần test thì em hướng dẫn mọi người một chút nhé. Đấy, khi mọi người mà kết nối với chiếc quạt đen ấy thì tất cả những cái nguồn nhạc ấy đều phải bắt đầu từ chiếc đầu dây mã trước. Đấy, chúng ta kết nối này. Đây, em chơi nhạc từ USB. Đấy, và nghe nhạc từ điện thoại. Đấy thì em có cái dây C-Link như này. Đấy. Em kết nối một đầu cắm vào giải mã nhá và một đầu còn lại này. Đây. Em cắm vào điện thoại như này. Đấy. Chân tai si. Đấy. Và đây là cái đầu đầu ra. Đấy, đầu ra của chiếc đầu dây mã này, đầu ra V này. Đấy, sẽ được cắm vào đầu vào của chiếc bre điện. Đấy. Rồi từ đầu ra của chiếc bre điện xuống âm ly. Đấy là xong. Đây mọi người có thể nhìn thấy rõ không? Đấy. Thì chiếc tốt bình D50S này nó giải mã là 32 bit, tần số lên mẫu là 768 kHz và chơi nhạc DSD512. Đấy, nó sử dụng hai con chip mà cao cấp là ES9038Q2M. Đấy, còn là như mọi người cũng biết là chiếc Bre đèn tu bi TMC này nó cũng là một chiếc Bre và tích hợp giải mã 24 bit. Đấy, nó thông qua cái bóng đèn bóng Nga. Cái chất âm của nó là khá là ngọt ngào. Bây giờ em sẽ test cho mọi người thưởng thức cái chất âm của chiếc tốc bin này nhá. Đấy, qua kết hợp với chiếc bre điện. Đấy. Vâng, thì vừa rồi em cũng đã test cái chiếc tu bin D50S này. Đấy, được ghép nối với chiếc tu bi T5C. Đấy, thì bình thường thì một mình chiếc DC tu bin D50S này nó cũng cho ra chất âm khá là hay rồi. Đấy, bây giờ lại được kết hợp với chiếc bre đèn này nữa. Đấy, thì không biết thì các bác có cảm nhận như nào
khi mà chiếc topping này nó được kết hợp với chiếc to be TMC. Đấy, thì hãy để lại những comment ở dưới video này của em nhé. Đấy, thì em cũng xin kết thúc video của em ở đây. Đấy, cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi.